Đầu tiên khi mình thấy cái sống mũi mờ mờ của mình á, mình vui ấy. Nhưng sau cái niềm vui đấy thì mình lại mong muốn mình đạt được một cái thể trạng nó nét hơn, đẹp hơn, hay theo mấy bạn tập gym gọi là nó khô hơn. Mình cũng đã từng thử và cũng thất bại. Mệt mỏi có, đến nản chí cũng có, nhưng mình không hiểu sao mình lại yêu hành trình đến vậy. Và yêu đến nỗi cái tên của mình cũng từ đấy mà ra, Stress An 72. We the best, no contest. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way G, me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. Mình đặt cái tên này vào tháng 1. Khi Nam đến luôn và mình không thể ngủ được, chỉ vì mình bắt đầu một cái series này. Và với series lần này ấy, sự háo hức đấy nó không chỉ đơn thuần là để mình giảm cân. Yes, đúng đúng là thực ra nhá, cái mục tiêu để mà mình giảm tận 20 cân liền, nó là một mục tiêu làm cho mình rất sợ, rất là áp lực. Nhưng phải có những cái áp lực đấy chúng ta mới cảm thấy là những cái giấc mơ nó đủ to, hay kể cả ví dụ như nó không chỉ là bản thân mình đạt được cái mức 20 cân giảm đấy, mà trong khi đó mình sẽ phải quay trở lại là mình muốn quay trở lại làm daily vlog cho các bạn như thế này, mà vẫn có thể duy trì công việc của mình hay là duy trì với gia đình của mình. Nó có rất là nhiều cái trách nhiệm cộng thêm so với những ngày xưa mà mình đã từng làm, nên chính vì vậy ấy, nó nghe là không thể, nó nghe là một cái gì đó nó tưởng chừng nó rất là khó. Nhưng chính vì nó khó như thế nên mình muốn document lại, mình muốn quay lại tài liệu, quay phim tài liệu lại với tất cả các bạn để showcase mình muốn show từng ngày một luôn. Thậm chí là nó không hề trơn tru, không hề tốt đẹp, tại vì chắc chắn rồi, nó gần 300 ngày. Và rồi sẽ có những ngày mình sẽ bị cái này cái kia. Tuy ok mình có hoàn hảo ở trong cái việc mình lên kế hoạch đi đâu, rồi sẽ có những cái rào cản đấy nó bước tới. Và mình muốn, thực sự muốn quay lại từng khoảnh khắc một để nó thật nhất. Chứ nó không chỉ đơn thuần là cho các bạn thấy ok kiến thức này, kiến thức kia, hay đơn thuần là kết quả, ví dụ như kết quả bản thân mình đạt được hay kết quả các bạn học viên mình đạt được. Tại vì mình muốn cho các bạn thấy được rằng với một mục tiêu đủ lớn cộng một cái kế hoạch tốt cộng thêm cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta ấy, cái mục tiêu nào anh em mình có thể đạt được, chỉ có là chúng ta có dám quyết tâm để đạt được cái mục tiêu đấy hay không, dám trả cái giá để mà chúng ta đạt được cái đấy hay không. Và cái hành trình này của mình, quay lại từng ngày này của mình hy vọng rằng nó không chỉ là giúp cho bản thân mình hoàn thành ước mơ đấy, mà nó sẽ giúp cho các bạn, những người bình thường thôi, cảm thấy rằng là thằng An nó là một người bình thường đấy, nhưng nó có thể làm được, nó từng bước nó làm được rồi. Ok, nó không làm được nhanh, nhưng nó không bao giờ từ bỏ cái ước mơ của nó, và nó dám làm, nó dám mơ. Và mình cũng muốn các bạn cũng dám mơ và dám bắt tay từng ngày một vào cái hành động của các bạn. Và tin mình đi, khi các bạn không dừng bước,
không bao giờ bỏ cuộc. Đấy, ok, các bạn có thể ngã, các bạn có thể dừng lại một chút, các bạn nghỉ ngơi một chút, rồi các bạn lại đứng lên tiếp tục. Nếu các bạn thực sự phải làm được cái điều đấy và đạt được ước mơ của bạn, đó là một cái tâm nguyện rất lớn của mình. Hôm nay có một bạn comment ở trên cái tập 82 của mình, trên YouTube channel của mình. Bạn ấy có hỏi là bạn ấy có cái nào vượt qua cảm giác khó chịu như là không vừa lòng với bản thân hay không. Mình thừa cân 2 năm nay, tập nhẹ nhàng hàng ngày, thế này giảm được 10 cân nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu có gì ấy. Cái con người của chúng ta bao giờ cũng sẽ luôn luôn có cảm giác khó chịu. Khó chịu ở đấy đó chính là các bạn đang không hài lòng với những cái gì các bạn muốn. Các bạn đang muốn nhiều hơn như thế, và cái điều đó không có gì sai cả. Và các bạn, bởi vì các bạn nhìn thấy, chẳng hạn ví dụ như ok, bạn giảm được 10 cân rất là tốt. Tuy là trong 2 năm đấy có thể, ví dụ như đối với nhiều người nó không là gì, nhưng đối với bạn vẫn có thể hạnh phúc hiện tại. Nhưng chính cái cảm giác khó chịu đấy nó đang nói với bạn biết rằng là bạn không hề hạnh phúc với cái progress đấy. Có nhiều người đấy, như mình bảo, sẽ có nhiều người ok giảm 10 cân là hạnh phúc rồi. Đối với bản thân mình, ok, mình có sáu múi nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với trong cái thâm tâm của mình cả. Bởi vì cái đấy là điều tốt, mình luôn luôn muốn những cái thứ gọi là tuyệt vời hơn ở trong cái cuộc sống này. Và đấy là bản chất của con người của chúng ta. Chúng ta muốn tiến bộ, chúng ta muốn tiến bộ nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng có một cái ở đây nữa là con người chúng ta rồi sẽ lúc nào cũng sẽ phải luôn cảm giác khó chịu. Cái khó chịu ở đây nó sẽ nằm ở cái khó chịu từ cái việc ok, chúng ta mệt mỏi từ những cái hành động mà chúng ta sẽ phải làm. Chúng ta phải chấp nhận là khó khăn, chúng ta sẽ phải chấp nhận đói khi mà chúng ta cố gắng giảm mỡ nhiều hơn. Chúng ta phải chấp nhận là học những kỹ năng mới, chúng ta chấp nhận phải bỏ thời gian để quản lý tất cả mọi thứ. Chúng ta phải chấp nhận hy sinh để có thể giảm mỡ được sâu như mình chẳng hạn. Hay là chúng ta chấp nhận cái cảm giác khó chịu mà khi mà đấy, bạn ngồi ở đằng sau máy tính nhìn vào cái hành trình của mình để thấy mình cố gắng nỗ lực ở gọi là như thế nào, để biết được trong thâm tâm bạn là ô, sao tại sao người ta có thể nỗ lực như thế mà mình không thể nào làm được. Luôn luôn có hai cái chuyện khó chịu như vậy. Và cái quan trọng nhất đấy là quyền lựa chọn của bạn. Bạn chọn cái nào, bạn chọn cái sự khó chịu nào sẽ luôn luôn đi kèm theo cái giá và cái phần thưởng. Vậy phải hỏi chính bản thân bạn, bạn muốn cái nào nhất? Bạn muốn đi nhanh, bạn muốn đạt một thể trạng tuyệt vời như mình, bỏ công sức ra, cắn răng chịu đựng. Đúng, nó sẽ rất mệt, nó rất khó chịu, nhưng đến cuối cùng bạn sẽ luôn luôn cảm giác được một cái cảm giác tự hào, mãn nguyện. Và luôn luôn tự hào về chính cái bản thân bạn. Và bản thân mình cũng thế thôi, bản thân mình ngày xưa mình cũng giảm được mỡ, cũng có sáu múi, nhưng chưa bao giờ mình hài lòng cả. Mình luôn luôn cảm thấy hối hận. Và đến như bây giờ mình chấp nhận là mình phải siết dài hơn, mình mệt mỏi hơn, mình chấp nhận phải ngủ riêng với vợ con, mình chấp nhận phải làm cái này, chấp nhận phải làm cái kia mà mình chưa bao giờ làm. Thì bây giờ mình mới có được một cái thể trạng như thế này. Ok, hoặc là ví dụ những lúc mình đói, mình xoa dịu bản thân bằng thức ăn, xoa dịu cảm giác hiện tại bằng thức ăn, cái sự đầu hàng cơn đói đấy, thì cái giá mình phải trả đấy là lúc sau, lúc mà thi xong mình chưa siết được khô, mình hối hận cực kỳ. Và cái cảm giác đấy mình trải qua rất nhiều lần rồi, không những một lần mà nó hai lần, không những trong địa hình mà có rất nhiều trong cái sự kiện ở trong cuộc sống này. Và chính cái điều đấy nó làm cho mình quá day dứt, quá khó chịu, và mình rất ghét cảm giác đấy. Nên mình thà mình chấp nhận cái cảm giác đau đớn ở hiện tại để mình được tự hào, để mình hết cái chặng đường này mình nhìn lại, à đấy, 293 ngày rồi, hôm nay ngày 293 ngày, không ngày nào mình không đấu tranh với chính bản thân mình, không ngày nào khi mình ngủ dậy mình cảm giác là ôi anh ơi sao có nhiều công việc như thế này rồi làm thế này kia. Mình luôn luôn nói với mình, cố lên nào, mày làm được, mày làm được. Và chính những cái đấy mới loại bỏ những cái sự nghi ngờ trong bản thân mình. Cái sự khó chịu đấy không có một ai có thể giúp các bạn giải quyết nó cả. Không có một ai giúp cho các bạn có thể vượt qua nó cả ngoài chính bản thân các bạn. Các bạn phải dám chấp nhận rằng ok, những cái giá đấy, những cái sự khó chịu đấy là bình thường. Để rồi ấy, cái gì mà đang đợi các bạn ở cuối hành trình kia nó tuyệt vời, nó viên mãn hơn rất nhiều. Nên ấy, hỏi chính các bạn xem, các bạn muốn chịu cái cảm giác khó chịu ở hiện tại để đổi lấy một cái viên mãn trong tương lai, hay các bạn muốn đổi lấy cái sự hối hận trong tương lai chỉ để lấy một cái sự gọi là nhẹ nhõm ở hiện tại, chiều bản thân ở hiện tại? Câu trả lời nằm ở các bạn. Đầu tiên ấy, mình muốn các bạn đặt ra một cái mục tiêu. Cái mục tiêu các bạn muốn giảm bao nhiêu cân? Ví dụ như đấy, bản thân mình đi, giảm 20 cân nhá. Trong khoảng thời gian bao nhiêu? 10 tháng. Mình muốn giảm với cái tốc độ như vậy để có thể bảo toàn cơ bắp mình nhiều nhất đó. Hoặc với các bạn ok, các bạn kể cả các bạn muốn giảm 10 cân trong 2 tháng cũng được, hoặc là ví dụ các bạn 6 múi trong mùa hè này chẳng hạn, trong 3 tháng này mà. Hãy nghĩ cho mình xem là ok, phần thưởng của bạn để đạt được cái mục tiêu đấy đó là cái gì. Phần thưởng đấy có rất nhiều các loại phần thưởng nha. Với bản thân mình,
đó sẽ là mình sẽ đạt được một cái thể trạng siết chưa bao giờ từng có, siết đến mức mông cũng phải xé ra, siết đến mức xứng đáng với tên Stradans, hoàn thành một cái giấc mơ tâm nguyện của mình. Mà trong cái thời gian đấy mình có thể tạo động lực nhiều cho các bạn học viên của mình, tạo nhiều content tuyệt vời dành nhiều cho mọi người. Đấy là cái phần thưởng của mình chẳng hạn. Nhưng với các bạn có sao múi, các bạn tự tin hơn vào cơ thể của bạn, có thể cái khả năng của bạn có thể làm bất kỳ điều gì. Hoặc là với những các bạn là trẻ chẳng hạn, có được sáu mũi như thằng An ngày xưa, có sáu mũi rồi, nó tự tin trước mặt mọi người, mặc dù những cái khác nó không tự tin lắm nhưng vì nó có sáu mũi. Hoặc chẳng hạn với những nhiều bạn chỉ cần là một quần áo vừa size, có rất nhiều bạn học viên của mình là em chỉ cần ao ước đi mua đồ có size thôi. Đấy, các bạn cảm tưởng lần đầu tiên các bạn không cảm thấy y ạch khi phải bước lên cầu thang, nó là một động lực quá là tuyệt vời đấy các bạn đấy. Hãy viết ra rất nhiều càng tốt cho mình. Kể cả bản thân mình cũng đã viết ra khoảng tầm 20-30 cái liên quan đến những gì mình có được sau khi mình đạt được cái thể trạng đấy. Mình mong muốn nó đem lại cái gì tuyệt vời cho cái cuộc sống của mình, để mình mỗi lần mình vấp ngã, mình nhìn thấy à, có một cuộc sống tuyệt vời như vậy đang đợi chờ mình. Càng rõ càng tốt. Sau khi các bạn đã xác định xong cho mình một cái phần thưởng đấy rồi, mục tiêu rồi nhá, phần thưởng đấy nhá, rồi để đạt được cái mục tiêu đấy các bạn sẽ phải trả cái giá gì? 10 cân, đúng, tốt. Nhưng mà cái giá để trả nó trong 2 tháng nó sẽ nhiều hơn rất nhiều cái giá mà các bạn trả trong 3 tháng, giá trả trong 4 tháng, giá trả trong 5 tháng. Vì ví dụ giảm được 10 cân to trong 2 tháng, trong 9 tuần đi, có nghĩa là 1 tuần các bạn phải giảm hơn 1 cân liền. Với người gọi là 100 cân nhá, để giảm 10 cân đấy trong 2 tháng thì ví dụ hơn 1 cân đấy là 1% cân nặng trung bình thôi. 1% cân nặng giảm mỗi tuần nó đã là cực kỳ khó rồi, nó gọi là cực kỳ khó đấy. Để cho các bạn hiểu nó khó như thế nào thì bản thân mình vừa rồi mình giảm 1.000 calo là để giảm được 1% cân nặng một tháng này. Đó, và cái cảm giác đói nó đập vào ngay mặt từ ban đầu và mình phải làm cho chỉnh tất cả mọi thứ. Đó, các bạn càng muốn nhanh này, các bạn không những là phải tập nhiều này mà các bạn phải theo dõi thức ăn rất là kỹ này. Các bạn sẽ không được ăn phép ăn ngoài này, tại vì lúc đấy cái đặc biệt là mình thề với các bạn, những bạn nào đang xem vlog này của mình nhá, cái kiến thức và cái kỹ năng của bạn liên quan đến việc ăn uống chắc chắn là chưa nhiều, nên lúc đấy các bạn chưa có những kỹ năng nhiều để khi các bạn ước chừng đi ăn hàng, kể cả ước chừng ăn hàng nó không chính xác 100%. Nên khi mà các bạn càng muốn giảm càng nhanh ấy, nó sẽ phải giống như các bạn sống một cuộc sống mà cực kỳ khổ ải. Và nếu các bạn dám trả cái giá đấy á, ok, fine, nhưng các bạn phải xác định luôn là ok. Đấy, để mình chỉ kể cho các bạn thêm này, ok nhá. Bây giờ trong 2 tháng đấy đi ăn cỗ, đi ăn cưới này, mang hộp cơm đi theo, ngồi ở đám cưới, ánh mắt mọi người nhìn vào mình, thằng này bị dị hậu mà, thằng bị khác thường à. Đó, hoặc là ví dụ ra phòng tập, maybe có thể chăm chỉ chẳng hạn, hoặc là cardio nhiều sẽ lúc các bạn đói, các bạn mệt, các bạn ôi sao mệt thế này, phải tập nhỉ, sao mệt thế. Mà đấy là chưa kể là ví dụ như nếu mà bạn là học sinh sinh viên, các bạn đang còn thoải mái như những người đi làm chẳng hạn. Các bạn là một người đi làm, các bạn sau một ngày các bạn có những trách nhiệm ở trên công ty, các bạn rất mệt nhọc và các bạn về các bạn vẫn phải đi tập, các bạn vẫn phải cardio, hoàn thành số step rồi nấu ăn cho những ngày tiếp theo. Để có thể giảm được 10 cân trong vòng 2 tháng nó là như thế đấy. Nó là kiểu các bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều công sức, phải có nhiều giá. Giá ở đây nó không chỉ là tiền, giá ở đây là sự mệt mỏi, giá ở đây nó là cái công sức các bạn bỏ ra, giá ở đây là các bạn dám track thức ăn từng ngày một, track gọi là cân nặng các bạn hàng sáng một, không ngày nào được miss, không, mình nhấn mạnh là không ngày nào được miss nhá. Đó, để các bạn biết được là càng muốn nhanh cái giá của các bạn trả nó càng mệt mỏi càng cao. Hãy nghĩ lại xem cái giá đấy ấy, so với cái phần thưởng kia ấy, nó có đang xứng đáng hay không. Thế nên ấy, mình mới bảo các bạn là hãy hiểu về cái mục tiêu đấy. Tại vì sao các bạn lại muốn cái mục tiêu đấy như vậy, nó đem lại cái phần thưởng gì, nó có xứng để chúng ta bỏ ra cái công sức kia hay không. Và cái bước cuối cùng ấy, sau khi xác định một loạt cái list cái giá mà các bạn phải trả ra rồi á, mình muốn các bạn ngồi đấy và xem cái giá nào bạn sẵn sàng trả. Tại vì cái giá phải trả để đạt mục tiêu nha, nhưng cái giá nào mà bạn dám trả cơ. Đấy, ví dụ như chẳng hạn, nếu các bạn chỉ dám trả là ok, tôi muốn ban đầu đi từng bước một thôi, nhẹ nhàng thôi. Ok, thay vì giảm 10 cân trong 2 tháng, giảm 10 cân trong 10 tháng đi, đúng không? Thì các bạn vẫn có, ví dụ như tháng đầu thì các bạn chỉ cần đi tập 4 buổi một tuần, duy trì để cho các bạn khỏe hơn. Tháng thứ 2, các bạn bắt đầu
ăn nhiều protein hơn, hoặc là ví dụ như trong 3 bữa một ngày của bạn, các bạn có thể ăn đi ăn hàng, nhưng một bữa các bạn ví dụ như tự nấu chẳng hạn, đúng không? Đấy, đấy là từng bước một, nó rất chậm nhưng nó sẽ rất chắc, và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong cái lúc đấy ấy. Ví dụ chẳng hạn từng tháng một như thế, các bạn sẽ học ra là ok, có những hôm mà mình bị bận công việc như này thì mình có thể sắp xếp buổi tập như nào, có những hôm mà các bạn không nấu được nhanh như này, như làm thế nào để các bạn có thể vẫn ăn được những đồ ăn healthy, đúng không? Đó, thì tất cả những cái đấy nó sẽ là những kỹ năng, và những kỹ năng nó cần thời gian để các bạn có thể phát triển và các bạn có thể duy trì rất nhiều. Nên nếu các bạn muốn nhanh, các bạn chưa có kỹ năng, các bạn phải như một con robot. Đó là chính bản thân mình những ngày đầu tiên. Nhưng đối với thằng An ngày đấy, vì nó là sinh viên mà, nó không trông phải làm gì, trách nhiệm nó không nhiều, nhưng nó sẵn sàng chết mẹ nó luôn. Và thậm chí là lúc nó đó nó ích kỷ, nó không quan tâm tới một ai khác, thì nó có thể làm những điều như vậy. Bởi vì đấy là cái thứ duy nhất làm nó khát khao, nó rất muốn có được, nên kệ mẹ tất cả mọi thứ, nó làm dù nó không biết đấy là chương trình nó thực sự hiệu quả hay không, nó chỉ cần nhìn thấy một tia hy vọng thôi. Các bạn có một cái mindset đấy, kết quả nào các bạn cũng sẽ đạt được. Nhưng xác định trước đi, phải thành thật với bản thân mình, đừng đặt ra mục tiêu để là gây ấn tượng với ai, rồi nói với mọi người là mình thế này thế kia để cho mọi người cảm thấy là bạn giỏi. Bạn không cần đặt mục tiêu chính với chính bản thân bạn, thành thật với chính bản thân bạn, đúng không? Và từ đấy các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và kể cả ấy, khi bạn đã xác định được đúng con đường rồi, mỗi lần bạn hoàn thành được những cái mục tiêu nhỏ nhỏ, kể cả nó có chậm đi chăng nữa, bạn vẫn tự hào. Tại vì lúc đấy là ok, bạn vẫn đang enjoy cuộc sống mà, đúng không? Bạn đang phấn đấu cho cái cơ thể của bạn khỏe hơn, thì việc gì mình cần phải cảm thấy tội lỗi, việc gì mình cả phải cảm thấy là ok, mình không giảm cân nhanh là không thành công. Đặt một mục tiêu, biết được có cái mục tiêu đấy, chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời như nào, xác định những cái giá cần trả để đạt cái mục tiêu đấy, và cuối cùng là xem cái giá nào bạn dám trả nhá. Mục tiêu của mình là giảm 20 cân, nhưng tại sao trong vòng 10 tháng? Có những giai đoạn mà mình có thể giảm rất nhanh, đấy là trong giai đoạn đầu này. Nhưng những giai đoạn sau, ví dụ như mình muốn giảm, nó không chỉ là để giảm cái số cân đấy, mà mình còn bảo toàn cái số lượng cơ bắp mà mình đã xây được vất vả trong 2 năm rưỡi vừa rồi. Nên những cái giai đoạn sau nó sẽ phải rất chậm và vẫn phải rất chuẩn chỉnh. Đó, chắc chắn rồi, và lúc đấy là mình cũng sẽ có những cái giá mà mình phải trả, như là những cái suy nghĩ trong đầu nó sẽ xảy ra, tại sao mình có thể giảm nhanh hơn mà tại sao mình không giảm nhanh hơn đi để chấm dứt cái cơn đau khổ này đi. Ồ, đấy, cái đấy là sẽ là giống nhiều bạn. Nhưng chính vì cái mục tiêu của mình nó không chỉ đơn thuần là giảm cân của, mà nó là đạt được cái thể trạng tốt nhất khi ở mức cân nặng thấp nhất đấy, chứ không chỉ đơn thuần là đạt được cái mức cân nặng đấy. Hy vọng một chút chia sẻ như thế tạo được cái động lực cho anh em. Và mình biết cái bài tập này nó nghe có vẻ khó, có vẻ vô lý, nhưng chính cái bài học này, chính cái bài tập này đã tạo được rất là nhiều cái động lực tốt cho những các bạn học viên của mình, và mình thấy nó rất hữu ích và giúp được rất nhiều bạn. Các bạn cũng chia sẻ với mình rằng là mỗi khi các bạn nhìn lại những list đấy, cái động lực khi các bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng nó tăng lên rất nhiều. Làm đi, cảm ơn mình sau.